Hôm nay trực tiếp đưa mọi người đi xem tủ chuối cài nhé. Xem nào đã có gì chưa. Mình cài được một thời gian chắc cũng phải nửa tháng rồi. Có khi là nó còn đang ấp ở trong đấy. Mình cài đây nhá. Xem nào, đây là mấy con đây. Không nhầm là 4 con các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Tổ trên này cũng hay đấy, tổ trên này cũng đã có một trứng rồi. Thật là tuyệt vời luôn. Một ống tre mình cái có 2 tổ luôn nha các bạn nha. Đó các bạn xem này. Đây là cách để làm tổ tre nhé.